Vitamin C được nhiều người lựa chọn bởi khả năng làm sáng da, mờ thâm, chống lão hóa. Tuy nhiên, không ít người sử dụng gặp tình trạng sạm đen, xịn màu do một số sai lầm. Cùng xem cảnh báo sức khỏe ngày hôm nay và tìm hiểu nhé. Sai lầm thường gặp khi dưỡng da với vitamin C khiến da sạm đen, xịn màu. Vitamin C được nhiều người lựa chọn bởi khả năng làm sáng da, mờ thâm, chống lão hóa. Tuy nhiên, không ít người sử dụng gặp tình trạng sạm đen, xịn màu do một số sai lầm dưới đây. 1. Vitamin C có tác dụng gì đối với da mặt? Vitamin C là một trong những thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da, mang đến những công dụng tuyệt vời như giúp da trắng sáng. Vitamin C có khả năng chống lại quá trình tăng sắc tố da, đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại, giúp da sáng và khỏe khoắn hơn. Chống lão hóa. Vitamin C có thể làm chậm quá trình lão hóa, thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen giúp da săn chắc, đàn hồi, cải thiện nếp nhăn. Hỗ trợ điều trị nám và mụn nhờ tác dụng chống viêm. Vitamin C rất hữu ích để làm giảm tình trạng sưng đỏ của mụn trứng cá, cải thiện vết sẹo mụn. Ngoài ra, tình trạng nám, đốm nâu cũng có thể cải thiện đáng kể khi sử dụng vitamin C đúng cách. Tăng cường khả năng chống nắng, vitamin C có thể làm giảm tác hại của tia UV trong ánh nắng mặt trời. Khi dùng vitamin C vào ban ngày và kết hợp với kem chống nắng sẽ tăng cường bảo vệ da. 2. Một số sai lầm khi sử dụng vitamin C. Sử dụng vitamin C không đúng cách có thể khiến làn da sạm đen, xịn màu. Để đạt được hiệu quả tối ưu làm trắng da, chống lão hóa, bạn cần lưu ý tránh những sai lầm thường gặp sau đây. 2.1. Sử dụng sản phẩm chăm sóc da có nồng độ vitamin C không phù hợp. Nồng độ vitamin C là yếu tố quyết định đến hiệu quả mà hoạt chất này mang lại. Tuy nhiên, không phải nồng độ vitamin C càng cao sẽ càng tốt. Lựa chọn vitamin C nồng độ bao nhiêu cần dựa trên tình trạng da của mỗi người. Nếu bạn sở hữu làn da mỏng, nhạy cảm, nên tránh sử dụng vitamin C nồng độ quá cao. Ngoài ra, khi mới bắt đầu sử dụng vitamin C dưỡng da, nên lựa chọn sản phẩm có nồng độ thấp và dùng cách ngày. Khi da đã quen dần, bạn có thể tăng tần suất sử dụng và chuyển sang sản phẩm có nồng độ vitamin C cao hơn. 2.2. Không sử dụng kem chống nắng sau khi dưỡng da với vitamin C. Vitamin C có thể khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Do đó, nếu không chống nắng kỹ càng, làn da dễ dàng sạm đen do tác động từ môi trường. Chính vì vậy, luôn đảm bảo thoa kem chống nắng khi ra ngoài. Việc này không chỉ giúp bảo vệ da mà còn tăng cường hiệu quả ngừa nám, sạm, lão hóa của vitamin C. 2.3. Sử dụng vitamin C không thường xuyên. Giống như bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào khác, vitamin C cũng cần thời gian để phát huy hiệu quả. Tùy cơ địa cũng như tình trạng da, thời gian vitamin C có thể phát huy hiệu quả nhanh hay chậm. Bạn cần kiên trì sử dụng vitamin C trong ít nhất 4 tuần để cảm nhận sự thay đổi trên làn da của mình. 2.4. Bảo quản vitamin C sai cách. Bảo quản vitamin C sai cách khiến sản phẩm đổi màu, ảnh hưởng hiệu quả phát huy trên da. Do đó, sau khi sử dụng vitamin C, cần bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cần vặn chặt nắp, tránh để sản phẩm tiếp xúc với không khí. Khi vitamin C chuyển sang vàng nâu hoặc nâu đậm có nghĩa là sản phẩm đã bị oxy hóa, bạn không sử dụng trên da mặt để tránh kích ứng. Mời bạn đọc xem tiếp video. Hy vọng những thông tin vừa rồi có ích đối với quý vị, đặc biệt trong mùa nắng nóng như hiện tại. Đón xem những video tiếp theo của Cảnh báo Sức khỏe để có những tip hay về sức khỏe hay những câu chuyện y tế nóng bỏng trong ngày.